tránh chỗ khác coi. Ngồi một đống ở đó ai mà đi tới đi lui được. Có thấy người ta giác đồ nặng muốn chết không? Yên lành không muốn. Muốn làm điều ác à. Nghe không? Để cho ở đời này không gặp được cái sự lành đây nè. Tôi làm vậy là vì ai hả? Không phải vì cha con ông mà. Ông suốt đời chỉ biết hả họng ra ăn thôi à. Rồi gặp chuyện ở đó trách móc tôi. Ông nghĩ lại coi mình ăn ở ra làm sao đi. Tôi có ăn ở ra sao á, chỉ mong giống những người bình thường. Muốn có một cuộc sống bình thường. Tôi chẳng có muốn mà tay không bắt giặc như bà đâu. Trời ơi. Kêu thằng con trai đi lấy tiền của nhà khác. Tại ông tài giỏi quá mà. Ông kiếm được nhiều tiền quá mà. Tôi sung sướng quá mà. Bởi vậy tôi mới phải xoay sở như vậy đó. Tôi chỉ có vậy thôi. Ai muốn bà lấy? Bà muốn lấy người khác. Lấy đại gia đi cho có nhiều tiền thì đi ra khỏi nhà mà lấy. Níu kéo làm cái gì? Nói vậy cũng nói được nữa. Dượng, Dượng cứ để đó đi, con mang xuống cho. Dượng cứ ra ngoài xe trước đi, từ từ con dọn mà. Mẹ, giờ này còn khóc gì nữa hả mẹ? Nhà cao cửa rộng như vậy, cả đời mẹ mới được ở có một lần. Chưa được bao lâu đã phải dọn đi rồi. Sao số mẹ khổ quá vậy con ơi? Nếu mà không phải do mẹ nóng nảy thì bây giờ đâu có chuyện này xảy ra đâu. Giờ mẹ có than khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì hết. Mà mẹ có lỗi gì đâu chứ. Mới nói vài câu là bà lăn đùng rồi bà chết rồi. Tội lỗi đổ hết lên đầu mẹ. Ai mà biết bà bệnh hoạn từ hồi nào. Nhà ngay lúc đó mà lăn đùng ra chết rồi gieo họa cho mẹ. Bán căn nhà này đi. Rồi cầm mớ tiền đó. Phải đưa cho họ hết phân nữa. Tiền vô không vô. Mà một lần ra ra cả đống vậy ai mà sống nổi. Thôi mẹ. Thôi đi mẹ hai. Nhờ nhà này có giá nên mới bán được đó. Chứ lúc khác mà kêu bán nhà không có dễ đâu. Như vậy là cũng may mắn lắm rồi. Mẹ đừng buồn nữa. Mình sẽ cố gắng làm mua lại căn nhà đẹp hơn mà mẹ hai. Hết hy vọng rồi con ơi. Trời ơi là trời. Mẹ thôi khóc giùm con đi. Mẹ cứ ngồi đây mà khóc hoài á, tí ba vô nhà thấy mẹ khóc lóc kể lể rồi lại có chuyện nữa đó. Mẹ, dọn cũng dọn xong hết rồi. Mẹ ra xe đi rồi qua nhà mới ở. Để con với Hùng đi xe máy chạy theo cũng được. Phải đó mẹ hai. Dù gì cũng còn có con với anh Sang mà. Mình còn sức thì làm ra được. Mình cố tạo dựng lại thôi. Mẹ đừng buồn, nghe mẹ. Xách đồ đi. Coi chừng có sót cái gì không đó. Đi mẹ. Rồi mẹ xuống đi con biết rồi. Sót cái gì cũng tốn tiền mua hết á. Hãy